lại các bạn. Cái ben mà cao cỡ này thì mọi thứ trong này thì có thể đổ được hết. Mình thấy cái ben này nó cao hơn cái xe hôm bữa mình review các bạn. Ok, ben về ok nha các bạn. Ben về là ok rồi nha. Rồi mình xuống nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nặng hơn nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review một mẫu xe điều khiển đổ cát nha các bạn. Đây là xe tải chở cát nha. Xe này mình mua với giá là 280k luôn nha các bạn. Đó, rất là rẻ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra xem coi như thế nào nha các bạn. Ok. Nói chung là người ta vận chuyển rồi hộp của nó mưa rồi cũng ướt hư hết rồi các bạn ơi. Đó. Đó, wow, các bạn thấy không? Ở đây là một chiếc xe điều khiển 280k nha. Đây là xe ben chở cát nha. Đó. Đó. Đây. Đó, màu rất là tươi không các bạn. Đó. Rồi. Còn đây là có gì kèm theo các bạn. À, đây là một cái bộ điều khiển nè các bạn. Đây, kèm theo một cái bộ điều khiển nè. Rồi còn đây là cái sạc pin. Rồi, dẹp qua một bên nha. Rồi đây là cục pin. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử lắp pin vô và điều khiển thử nha. Thì xe này nó có kính trắng, rồi có vô lăng đồ, nhìn giống thiệt nha, giống thiệt nha các bạn. Đó. Hôm bữa mình có review cho bạn một mẫu xe thì kính nó che hết bên ở bên trong nên không có thấy rõ. Còn đây là thấy rõ luôn nè. À, ghế tài xế nè, vô lăng nè. Đó. Rồi đây ben nè. Giờ mình chưa biết là cái sức kéo rồi sức ben của nó như thế nào. Rồi đây còn đầu xe nữa các bạn. Đó, đầu xe có chữ gì đây? Ao 2 gì đây? Đó, nói chung là hàng Trung Quốc mà các bạn ơi. Nên là có gì kệ thôi. Còn đây là có mấy kênh điều khiển nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 kênh nè các bạn. Đó, tới lùi nè, trái phải nè. Rồi này không biết là gì đây. Rồi có nhạc, có demo, rồi có mở khóa đó, 8 kênh. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin vô nha các bạn. Rồi mở ra lắp pin nhanh gọn lẹ nha các bạn. Thì hôm nay mình review thì trời cũng mưa nha các bạn. Nên là tranh thủ các bạn ơi. Rồi mở ra. Rồi lắp pin vô nha. Thì pin này thì nó cũng là có 800mA nha các bạn, với lại 3.7V thôi à. Rồi. Mốt mình có thể là mình mua cái pin dung lượng nó cao hơn các bạn. Mua dung lượng pin cao hơn thì xài lâu hết pin hơn. Rồi, ok. Đó. Giờ mình sẽ lắp cái phần điều khiển nha các bạn. Điều khiển thì cũng cần có hai cục pin các bạn ơi. Lắp vô. Ồ, mưa to rồi các bạn ơi. Đó, review rồi, xe rồi, review ngay trời mưa nữa, mệt thiệt luôn các bạn. Chơi đồ điện tử mà chơi trời mưa nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ bật công tắc lên nha các bạn. Rồi on lên nha. Rồi ok. Connect vô nè các bạn. Bây giờ thử connect vô nha. Rồi connect vô đó. Ồ, có âm thanh các bạn. Ồ. Rồi tắt nhạc nha các bạn. Rồi chạy tới chạy lui nè. Đó chạy tới nè. Rồi chạy lui nè. Đó. Quẹo trái quẹo phải nha. Đó, quẹo trái nè, lui nè. Rồi lúc này lúc nâng ben nè các bạn. Đó, nâng ben nè, hạ ben nè các bạn. À, xe này mình thấy nó nâng có vẻ êm hơn xe kia các bạn ơi. Đó, xe kia cũng 280k. Đó, nhưng mà nó nâng, nó, mình cảm giác nó không êm bằng xe này. Rồi mình quẹo nè, lại quẹo. Rồi, đó, xe nói chung là xe chạy động cơ thấy yếu các bạn ơi. Xe này động cơ thấy yếu. Từ từ nó mới tăng tốc nha các bạn. Rồi. Thì nói chung đường ở đây gồ ghề các bạn. Thì mình cũng không thể test được cái tốc độ của nó chuẩn như thế nào. Thì bữa nào mình sẽ lấy chiếc này với lại chiếc kia ra mình thử tốc độ của hai chiếc rồi thử cái hiệu năng của hai chiếc như thế nào nha. À, còn đây là ben nè các bạn. Đó, ben nè. Đó, hạ ben nè. Đó, hạ ben nè. Đó, nâng ben nè. Đó, nâng ben các bạn thấy không? Đó, nâng cũng khá là cao các bạn. Nè, cái nâng ben xe này cao, mình thấy cao hơn xe kia nha. Đó, hạ ben nè. Ở trong động cơ nè, ở trong động cơ bên trong nè các bạn. Đó, ben lên rồi, coi động cơ bên trong nè. Đó, động cơ bên trong nè ha.
Rồi hạ ben nha, hạ ben. Thì trong này nó có đèn báo hiệu nè các bạn. Đó, trong này nó có đèn báo hiệu nè. Đó, mình điều khiển cái gì thì đó nó báo báo đèn, nó chớp đèn nha. Rồi còn cái nút này là nút demo các bạn. Đây demo là xe tự động chạy nè. Đó, xe tự động làm những cái động tác của chiếc xe, nó có cái gì thì nó làm đó. Đó nó tự ben. Đó tự ben, nó tự chạy lùi các bạn. Đó, rồi xuống nè. Đó, cái xe này mình thấy nó hơi ngáo nha các bạn. Đó, nó ngáo cái chỗ này các bạn. Đó, nó xuống mà nó không biết. Rồi nó chạy nè các bạn. Đó, điều khiển. Đó, auto chạy nha các bạn. Nói chung đường ở đây gồ ghề rất là nhiều đá nên nó rất là dễ bị kẹt các bạn ơi. Đó. À nhìn nè các bạn. Đó, nó hơi ngáo chỗ này nha. Nó ben lên cao hết cỡ rồi các bạn. Mà không biết là điểm dừng. Đó, lại tiếp tục nó ben cứ ben để cho nó kêu cạch 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 vậy là dễ bị hư động cơ các bạn. Đó, giờ xuống nè các bạn. Rồi. Đó. Đó. Nó cứ xuống xuống nè các bạn. Đó. Nói chung là xe này mình thấy mấy cái mẫu xe này với cái mẫu xe kia cũng bị y chang vậy các bạn. Đó. Rồi. Ủa sao giờ nó auto nó không chạy nữa. Nó không chạy được các bạn ơi. Đây chắc có thể là nó không chạy được các bạn. Đó. Nó chạy không được rồi, nó chỉ có biết ben không các bạn ơi. Đó. Cho các bạn coi một vòng nè, đó vòng chiếc xe nha. Đó. Đó. Rồi. Đó. Xe này nhìn tổng thể thì nhìn nó cũng bắt mắt nha các bạn. Ở đây đường đây. Đường đây không có láng các bạn ơi. Đường đây không có láng nên chạy rất là khó. Đó mình đem qua đây nha. Tắt nhạc các bạn ơi. Tắt nhạc nha. Còn đây là cái tiếng giống như động cơ được các bạn. Tiếng nghe giống như động cơ nha. Rồi cho demo nha. Đó cho demo, cho xe chạy demo nha. À. À. Xe nó hơi ngáo chỗ này tí. Oh. Rồi. Chạy tới coi. Lấy cục đá này ra các bạn. Đó, chạy tới nè, bẻ lái nè. Đó, tự quẹo nha. Đó. Nói chung là xe 280k mà các bạn. Nên là không thể nào mà như mấy xe xịn được nha các bạn. Xe điều khiển này nói chung là dành cho mấy bạn nhỏ nhỏ chơi thôi, mấy bạn mới tập chơi nhỏ nhỏ chơi thôi. Đó. Đó. Oh, chạy các bạn. Chạy dữ ha. Rồi đem qua đây, đem qua đây đường ngoài đây để có gì bạn chạy cho dễ nha. Đó, đem qua đây chạy cho dễ, ở trong kia đường, ngoài là khó chạy. Đó, chạy lạng các bạn ha. Đó, quẹ trái quẹ phải chạy cũng rất là linh hoạt đúng các bạn. Nó chạy rất là linh hoạt luôn. Cái ben mà cao cỡ này là mọi thứ ở trong này là có thể là đổ ra được hết nha các bạn. Đó. À. Cái ben mà cao cỡ này thì mọi thứ trong này là có thể đổ ra được hết. Đó. Mình thấy cái ben này nó cao hơn cái xe hôm bữa mình review các bạn. Cái xe bữa mình review là nó ben cao hơn bằng xe này đâu. Bữa nào mình sẽ đem hai chiếc ra mình so sánh nha. Bữa nào mình sẽ đem hai chiếc ra mình so sánh cái hiệu năng làm việc của hai xe về tốc độ rồi trọng tải rồi ben cát rồi như nào luôn nha. Wow. Đó, xe rất ok các bạn. Ở xe điều khiển 280k rất là ok nha. Đó, chạy đã mà. Khi mà đang chạy demo như vậy mà các bạn muốn ngưng á thì các bạn có thể bấm đại một cái động tác nào đó là xe sẽ tự động dừng lại nha. Rồi chúng ta sẽ có thể điều khiển. Đó giờ chúng ta điều khiển tới nè. Đó điều khiển tới nè. Đó điều khiển lui nè. Đó. Đó. Đó chạy tới nè. Đó. Rồi hạ ben xuống nè. Hạ ben xuống nè.
các bạn ơi, thì hiện tại thì mình đã cho xe chở vài cục đá nha. Nguyên cái đống đá này cũng rất là nặng nha các bạn. Đó, đá này rất là nặng luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử coi cái sức ben của cái xe này coi như thế nào nha. Ồ, đá nè. Ồ, ben không nổi nha các bạn. Ben không nổi, chạy cũng không nổi luôn các bạn ơi. Chạy cũng không nổi luôn. Nè, nó chỉ nhúc nhích vậy thôi. Đó, chỉ nhúc nhích vậy thôi. Tại vì rất là nặng. Đó, rất là nặng nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ bớt ra. Mình sẽ bỏ bớt ra nha. Mình mới vừa bỏ bớt đất đá các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho chạy thử coi có chạy được nha. Rồi. Ồ, chạy chạy nhích lên tí là được các bạn. Rồi. Ok, lùi tí coi. Nói chung là chạy tới nổi thôi hả? Chạy lùi. Bị dướng gì không? Có dướng gì không? Chắc là có dướng gì không á. Rồi lùi thử nha. Ồ, rồi ok. Chắc vẫn còn nặng đó các bạn. Rồi giờ ben thử nha. Ồ, ben ok nè các bạn. Ồ, cũng không ben nổi quá ơi. Ben lên được có tới này thôi à. Chắc là vẫn còn nặng. Nặng dữ ta. Để mình bỏ bớt nha. Bỏ bớt ra. Bỏ bớt ra một tí nữa coi. Bỏ bớt một tí ra nữa các bạn. Nói chung vậy là xe này trọng tải thì cũng không có nhiều rồi các bạn ơi. Đó, rồi ben thử lên nha. Ồ, ben không nổi luôn. Ồ, ben không nổi luôn các bạn ơi. Rồi có một tí này thôi ben không nổi luôn nè. Ồ, ôi, cũng nhiều lắm các bạn ơi. Coi vậy chứ đất đá này nặng lắm các bạn. Rồi bỏ bớt ra một tí nữa coi. Rồi, ok. Rồi thử nha các bạn. Rồi không nổi luôn trời. Xuống ơi. Rồi, chạy tới nè. Chạy lùi nè. Dễ hơn rồi nha. Rồi ben lên nè. Ồ, không nổi luôn. Trời ơi. Rồi, thử chạy tới tí coi. Thử chạy tới tí coi. Rồi ben coi. Rồi không nổi các bạn ơi. Vậy là chắc là nó ngay trọng tâm này là nó xuống không nổi nè các bạn. Nè, đất đá nó dính nè các bạn. Đất đá dính nữa nè, nó nói. Rồi cho xuống cái trọng tâm ngay chỗ này nha các bạn. Cho đất đá xuống trọng tâm chỗ này nha. Rồi, ben lên cái nha. Rồi ben lên thì nó ok nha các bạn. Đó. Đó, vậy là nặng quá là ngay cái trọng tâm là nó cũng không có được các bạn ơi. Rồi giờ mình xuống mình thử lại cái nha, thử nghiệm lại cái nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho ngay dưới này nha, chứ mà ngay trọng tâm trên đây là đè ngay cái bít tông nâng lên các bạn. Nên là nâng không nổi các bạn ơi. Rồi giờ hốt bóng đá để đây nha. Đó, mình sẽ thử nghiệm với xe này thì các bạn coi, các bạn đánh giá, các bạn có thể chọn mua nha. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ chạy tới nè. Chạy tới ok nha. Chạy lùi ok nha. Rồi ben nè. Rồi ben về là ok nha các bạn. Rồi cho xuống đi. Rồi cho xuống. Cho thêm một ít. Cho thêm nặng một tí nữa nha. Rồi cho nặng thêm tí nữa nha. Ben về là ok đó. Cho thêm nặng tí này vô nè. Đó. Nặng hơn tí nè các bạn. Nặng hơn tí rồi nha. Rồi mình sẽ ben thử nha. Ok. Ben về ok nha các bạn. Ben về là ok rồi nha. Rồi mình xuống nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nặng hơn nha. Vậy là khi mà mình cho nặng quá ngay chỗ cái trọng tâm này nè các bạn, ngay chỗ cái piston chỗ này nè. Nè. Ngay chỗ cái piston nâng nè các bạn. Đây. Đó. Lên ngay chỗ trọng tâm này thì xe nâng ben lên không nổi nha các bạn. Đó, xe sẽ nâng ben lên không nổi. Đó, rồi mình cho xuống nha. Rồi mình cho xuống. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Mình sẽ thử cho lên ngay trên này nha các bạn. Cho nặng lên ngay trên đầu coi sao nha. Mình cho tất cả đây nặng lên ngay trên đầu coi xe ben có nổi không nha. Đó, mình sẽ cho nặng lên ngay trên đầu. Đó, vẫn là cái đống đá này nha các bạn. Đó, mình sẽ cho nặng lên ngay trên đầu, mình không cho ngay giữa nha các bạn, mình cho lên trên đầu. Rồi coi thử coi ben nổi không nha. Ok, không ra ben nổi nha các bạn. Không ben nổi. Nói chung là nặng mà lên trên đầu là không ben nổi. Từ khoảng giữa này mà lên trên này là xe ben không nổi nha các bạn. Ví dụ mà từ khoảng giữa xuống dưới này. Đó, rồi vẫn là cái đống đá này nè các bạn. Mình sẽ cho xuống dưới này nha. Đó, rồi mình sẽ cho ben thử nha. Đó, thì ben nổi nha các bạn. À, thử đá thì nó cũng không có mà chính xác bằng cái thử cát nha các bạn. Tại vì khi mà mình đổ cát, cát các bạn, cát nếu mà cát khô các bạn, vừa nâng lên một tí thôi là cái cát nó sẽ bị tuôn xuống liền, thì nó sẽ giảm cái trọng tải nhẹ liền. À, thì những cái viên đá này thì có thể là với lại mưa nữa nè các bạn, nó rít nè các bạn. À, thì nó sẽ không có bị lăn xuống. Bởi vì khi mà xe ben nó chỉ cần ben lên một tí thôi các bạn. Đó, thì nếu mà những cái vật mà nó có dễ rớt xuống các bạn thì nó sẽ rồi tuột xuống. Đó, thì bắt đầu nó sẽ giảm cái trọng lượng, thì bắt đầu xe nó sẽ nâng tiếp tục, nó tiếp tục nâng lên nữa
thì nó mới đổ được xuống hết tất cả những cái thứ ở trong này ra các bạn. Đó, thì nói chung là mình thử cũng là chưa có tuyệt đối đâu. Đó, thì các bạn thấy, các bạn đánh giá thì các bạn có thể mua chơi. Thì mình có thể là dùng cát khô rồi mình chơi. Chứ mà cát ướt rồi như này thì mình đánh giá thì nó sẽ bị dễ bị dướng lại và không có trôi xuống dễ. Thì đó, có thể là mình thấy chiếc xe nó sẽ không hoàn hảo ha. Đó, rồi, thì video của mình đến đây xin được tạm dừng. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn video tiếp theo. Mình sẽ làm những video thử nghiệm khác cho các bạn cùng xem. Những cái sản phẩm mình review lên các bạn thấy thì mà hay thì các bạn có thể mua. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn nhớ like và share và đăng ký theo dõi để xem những video mới nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.